Bầu cử Mỹ gai cấn chưa từng thấy, ông Trump đã đi vào nơi cực kỳ bất lợi với bà Harris nhằm thu hút cử tri. Đồng thời tuyên bố Elon Musk và Kennedy Jr sẽ là nhân vật ảnh hưởng trong chính quyền của ông. Trong khi ông Trump đang gắng sức gây bất lợi cho đối thủ, mới đây nhà tiên tri Mỹ dự đoán bà Harris sẽ giành chiến thắng. Thực hư ra sao? Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ bất chấp kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hay mức độ ủng hộ của Washington thay đổi ra sao. Đông Âu ngày càng căng thẳng hơn khi có sự xuất hiện của Triều Tiên. Ukraine đã công bố danh tính ba tướng Triều Tiên tới Nga. Tổng thống Zelensky nêu cách xử lý. Rời xa vòng tay của Mỹ, Ukraine có thể tự mua tên lửa hành trình Tomahawk nếu Mỹ không viện trợ. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Dearborn, bang Michigan, thành phố có đông người Ả Rập nhất cả nước. Metro Detroit là cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tập trung đông nhất cả nước. Phần lớn trong số họ sống ở Dearborn, Thành phố nơi tổng thống Joe Biden giành chiến thắng với tỷ lệ 3-1 trong cuộc bầu cử năm 2020 đã bị xáo trộn bởi tình hình Trung Đông, khi nhiều người bất bình với cách chính quyền đương nhiệm xử lý cuộc xung đột Israel-Hamas. Trong khi phó tổng thống Kamala Harris đang thông qua những người đại diện để xoa dịu căng thẳng trong cộng đồng, thì sự xuất hiện của ông Trump sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ứng cử viên tổng thống đến khu vực này. Cũng trong diễn biến liên quan hồi tháng 10, cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập cho biết sẽ không ủng hộ đương kim phó tổng thống Kamala Harris cũng như ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong một tuyên bố, Ủy ban hành động chính trị người Mỹ gốc Ả Rập, một nhóm bao gồm trí thức người Mỹ gốc Ả Rập thường có các hoạt động chính trị nhằm bảo vệ lợi ích của người Ả Rập ở Mỹ cũng như các nước khác trên khắp thế giới, giải thích rằng cả bà Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đều ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với phong trào hồi giáo Hamas ở giải Gaza và với lực lượng Hezbollah ở Liban nhóm này lâu nay vẫn kêu gọi chính quyền Mỹ đưa ra những giải pháp hành động cụ thể để chấm dứt các cuộc xung đột này. Nếu điều này xảy ra, thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 sẽ đánh dấu lần đầu tiên nhóm này không ủng hộ một ứng cử viên nào kể từ khi được thành lập vào năm 1998. Thông thường, nhóm này ủng hộ Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, cuộc đua giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump rất si sao. Người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo là một trong những nền tảng ủng hộ áp đảo của ông Joe Biden trong cuộc đua vào nhà trắng năm 2020, ở một diễn biến khác, vừa qua nhà báo Theo Carlson đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, chỉ vài ngày trước ngày bầu cử Mỹ. Ông Trump đã cùng với ông Carlson đến Glendale, Arizona để tham dự một sự kiện từ thiện nhằm gây quỹ cho các nạn nhân của cơn bão Minthorn và Helen. Trong cuộc phỏng vấn, ông Carlson đã yêu cầu ông Trump giải thích những đồn đoán rằng ông sẽ thuê tỷ phú Elon Musk, ông chủ của Tesla người đã ủng hộ ông và rót hàng chục triệu đô la Mỹ hỗ trợ chiến dịch của ông, và ông Kennedy Jr., người đã tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên độc lập trước khi kết thúc chiến dịch và ủng hộ ông Trump vào tháng 8. Ông Carson đặt câu hỏi, ông có nghĩ Bobby Kennedy và Elon Musk sẽ là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhưng không nêu cụ thể vai trò của họ trong chính quyền của ông là gì không? Ông Trump trả lời, đúng vậy. Chiến thuật dành sự ủng hộ từ các đảng viên bất mãn với chính sách nghị sự từ phe đối lập đã thường xuyên được sử dụng xuyên suốt cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi ông Donald Trump đưa ông Kennedy Jr. lên sân khấu tranh cử, bà Harris cũng vừa có chuyến thăm kéo dài một ngày tới các tiểu bang bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cùng với cựu dân biểu Đảng Cộng Hòa Liz Cheney. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ, đó là dự đoán của giáo sư sử học Alan Lipman, người được coi như nhà tiên tri về bầu cử Mỹ nhờ đoán trúng 9 trên 10 của bầu cử trước đây. Cụ thể, trong video đăng trên kênh YouTube trong tuần này, giáo sư Lipman cho biết, ông không thay đổi dự đoán mà ông đưa ra từ tháng 9, dù khoảng cách mà bà Harris dẫn trước ở các bang chiến trường đang hẹp lại và kết quả thăm dò nhiều hãng thực hiện cho thấy kết quả rất xích sao. Lần duy nhất mà giáo sư Lipman dự đoán không chính xác là năm 2000, khi ông nói rằng ứng cử viên đảng Dân Chủ, Al Gore, khi đó sẽ chiến thắng để tiến vào Nhà Trắng. Giáo sư Lipman vấp phải một số chỉ trích vì những dự đoán của mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, chuyên gia tham dò ý kiến chính trị Ned Silver cho rằng các thông số mà vị giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Hoa Kỳ sử dụng là hoàn toàn tùy tiện. Bất chấp vô vàn lời chỉ trích và đe dọa, ông Alan Lipman cho biết, tôi không thay đổi dự đoán của mình một cách chấp nhoáng chỉ vì kết quả của các cuộc tham dò ý kiến mới đây. Nếu làm vậy, tôi sẽ không còn là một nhà dự đoán nữa. Vậy, tha dựa vào các cuộc khảo sát còn hơn. Theo đài Fox Nam DC, Trước khi xảy ra một sự cố mang tính thảm khốc, nhà sử học Litman cho biết sẽ luôn đặt niềm tin vào chiến thắng của bà Harris, giống như lần dự đoán trong cuộc bầu cử năm 2016 về chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, hồi tháng 9, hãng tin AFP dẫn lời ông Litman dự đoán bà Harris sẽ thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Không dựa vào kết quả của các cuộc thăm dò thông thường, ông Litman sử dụng phương pháp dự đoán có tên là Key to the White House, chìa khóa vào Nhà Trắng gồm 13 mệnh đề đúng sai hay còn gọi là chìa khóa mà ông tin rằng sẽ chỉ ra người thắng cử. Các chìa khóa này bao gồm: sự ủy nhiệm của đảng, bầu cử sơ bộ trong đảng, nhiệm kỳ đương nhiệm, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối, thất bại quân sự ở nước ngoài, thành công quân sự ở nước ngoài, sức hút của người đương nhiệm, sức hút của người thách thức. Phó tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, nếu để mất 6 chìa khóa thì mới bị coi là thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tới tháng 8 bà mới chỉ mất 3 chìa khóa. Theo ông Alan Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử khiến Đảng Dân Chủ mất đi một chìa khóa là sai. Nếu ông Biden tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, Đảng Dân Chủ sẽ cứu được chìa khóa đơn nhiệm, chìa khóa số 5, nền kinh tế ngắn hạn đáng mạnh vì không có suy thoái. Do đó, chìa khóa này đúng. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế dài hạn trong nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại cũng tốt như hai nhiệm kỳ trước, nên chìa khóa này đúng. Chìa khóa 7. Thay đổi chính sách Phát huy tác dụng khi Nhà Trắng đã thực hiện những thay đổi lớn với chính sách quốc gia. Tại gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu dự luật chip, dự luật cơ sở hạ tầng, dự luật giảm lạm phát và biến đổi khí hậu, rõ ràng chìa khóa là đúng. Như vậy, với việc trả lời các câu hỏi đúng sai liên quan tới 13 chìa khóa, những vấn đề mang tính quyết định, nhà sư học Alan dự đoán Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nắm giữ Nhà Trắng và bà Kamala Harris sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Chính quyền khu vực biên giới phía nam của bang Texas, Mỹ đang ghi nhận làn sóng nhập cư ồ ạt trước thềm bầu cử Mỹ. Nói với báo New York Post, một nguồn tin biên phòng cho biết, những người nhập cư này vội vã như vậy vì nghĩ rằng bữa trưa miễn phí của họ rất có thể sắp kết thúc. Nguồn tin tiết lộ, mọi người đều muốn nhanh chóng tiến vào nước Mỹ phòng trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Nhiều nguồn tin khác từ lực lượng chức năng cho biết, mỗi ngày có hơn 300 người nhập cư đến trình diện với quan chức biên phòng tại quận Maverick, Texas, gấp đôi so với cách đây vài tuần. Trong số các nhóm vượt biên ồ ạt vào miền Nam Texas, có nhiều người đến từ những quốc gia được xem là mối quan tâm đặc biệt của Mỹ vì liên quan đến các nghi phạm khủng bố như Iran, Angola, Guinea và Pakistan. Suốt những tháng hè năm 2024, cái nắng gay gắt và sự kiểm soát gắt gao từ chính quyền đã hạn chế đáng kể số lượng người nhập cư. Thế nhưng, những người nhập cư này đang dần tuyệt vọng trước thềm bầu cử Mỹ khi ông Donald Trump cam kết thắt chặt các hạn chế biên giới và trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp. Cựu tổng thống Donald Trump luôn thể hiện quan điểm quyết liệt về người nhập cư. Tại sự kiện vận động ở bang New Hampshire tháng 12 năm 2023, ông gây tranh cãi khi cho rằng người nhập cư tới Mỹ đang đầu độc dòng máu của đất nước. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa trước đó cũng dùng ngôn từ tương tự trong các bình luận trên một trang tin bảo thủ. Người nhập cư trái phép vào Mỹ, đặc biệt là qua biên giới với Mexico, là vấn đề được nhiều cử tri chú ý trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy, đây là điểm yếu của bà Harris khi số người vượt biên trái phép vào Mỹ cao kỷ lục hồi cuối năm 2023. Trong khi đó, truyền thông Mỹ hồi đầu tháng 10 dẫn số liệu từ Bộ An ninh Nội địa cho thấy số người nhập cư trái phép bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico trong tháng 9 đã giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ thời chính quyền của ông Trump. Liên quan đến vấn đề nhập cư, được biết vào tháng 1 năm 2021, trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký xác lệnh đảo ngược một số chính sách nhập cư của ông Donald Trump như ngừng xây tường biên giới Mỹ-Mexico, dỡ lệnh cấm nhập cảnh với công dân một số quốc gia, chủ yếu là các nước Hồi giáo. Ông cũng yêu cầu nội các làm việc để duy trì các biện pháp bảo vệ hàng trăm nghìn người được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ, không bị trục xuất. Các động thái của Tổng thống Biden khi đó đã mở hy vọng cho hàng triệu người muốn tìm đường tới Mỹ, kích hoạt làn sóng người nhập cư và tới Mexico để vượt biên vào nước này. Khi khủng hoảng ở biên giới gia tăng, ông Biden đầu năm 2023 giao cho bà Harris nhiệm vụ giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng nhập cư vào Mỹ. Đây là lý do ông Trump và đồng minh liên tục công kích bà Harris, gọi phó tổng thống là bà hoàng biên giới thất bại. Bà Harris năm 2021 từng khiến các thành viên cấp tiến trong Đảng Dân Chủ tức giận vì cảnh báo người nhập cư đừng đến Mỹ. quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mới đây, hãng tin Reuters dẫn bài phát biểu mà Phái đoàn Ukraine dự định đọc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết có ba viên tướng nằm trong số 500 sĩ quan Triều Tiên được cử tới Nga, cùng với đó là hàng ngàn binh sĩ. Theo đó, Kiev cho biết nhóm binh sĩ Triều Tiên dự kiến được chia thành ít nhất 5 đơn vị, mỗi đội có 2.000 đến 3.000 binh sĩ và được lắp ghép vào các đơn vị của Nga để che giấu sự hiện diện. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng nói rằng một số vị tướng của Bình Nhưỡng có thể đã đi cùng một số ít quân được điều động đến các vùng chiến trường ở Ukraine. Ukraine nêu đích danh ông Kim Jong-buk, một vị tướng cấp cao chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm quân đoàn 11, còn được gọi là quân đoàn bão táp mà cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã được phái đến Nga. Người thứ hai trong danh sách là đại tá Lee Chang-ho, phó tổng tham mưu trưởng và là người đứng đầu tổng cục trinh sát. Ông Lee Chang-ho đã từng được nhìn thấy cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại một số sự kiện quân sự, bao gồm cả một cuộc kiểm tra căn cứ Hải quân Triều Tiên. Là người đứng đầu cơ quan tình báo chính của Triều Tiên kể từ khoảng năm 2022, ông Lee từng bị Hàn Quốc trừng phạt với cáo buộc rằng ông giám sát các nỗ lực tấn công mạng lưới nhằm đánh cắp công nghệ và ngoại tệ. Vị tướng thứ ba là Thiếu tướng Shin Kim-chun, trưởng phòng tác chiến chính, trong khi đó hãng thông tấn ukraine form ukraina đưa tin tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã đề cập đến vấn đề yêu cầu hàn quốc viện trợ vũ khí trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia hàn quốc kbs ông zelensky nói trên đài truyền hình kbs rằng chúng tôi sẽ gửi yêu cầu giúp đỡ ukraine về tài chính hoặc nhân đạo y tế và cả hỗ trợ về vũ khí chúng tôi sẽ cử đại diện đến hàn quốc trong thời gian tới và hai bên sẽ cùng bàn về câu chuyện vũ khí Tổng thống Ukraina cũng phủ nhận thông tin binh sĩ Ukraina và binh sĩ Triều Tiên đã chạm mặt nhau trên chiến trường, thậm chí một số binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Ukraina tuyên bố nếu các binh sĩ Triều Tiên bị KF bắt giữ trên chiến trường, họ sẽ bị đối xử như tù nhân chiến tranh bình thường và không còn khả năng hồi hương. Ông Zelensky nói thêm, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tăng cường nguồn lực để trao đổi các tù nhân Ukraina hiện đang bị quân đội Nga giam giữ vì vậy chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi quân nhân Triều Tiên để đổi lấy những công dân Ukraine bị bắt tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn 1.600 km được coi là yếu tố tối quan trọng của gói gian đe chiến lược phi hạt nhân thuộc bản kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky công bố gần đây Giới phân tích cho rằng tên lửa BGM-109 Tomahawk là một vũ khí nhạy cảm khác xa với MGM-140 ATAC-MS hay AGM-158 JASSM cho nên không có gì ngạc nhiên khi ý tưởng nói trên không nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Mỹ. Nhưng dựa trên bối cảnh đó, nhiều người có thể đặt câu hỏi liệu Tomahawk có giá bao nhiêu bởi vì nếu không thể nhận được vũ khí này dưới hình thức hỗ trợ hoặc đảm bảo an ninh thì có lẽ nên thử mua nó. Đặc biệt, tên lửa Tomahawk đã được xuất khẩu và khách hàng gần nhất là Nhật Bản. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố đã ký một thỏa thuận chắc chắn với Hoa Kỳ về việc mua ngay 400 quả Tomahawk và 14 hệ thống điều khiển. Trong số này, 200 quả đạn thuộc phiên bản Block 5 tiên tiến nhất và số còn lại thuộc Block 4 thế hệ trước, nhưng cả hai đều có tầm bắn lên tới 1.600 km và dành cho tàu mặt nước. Giá trị cuối cùng của hợp đồng lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ, tức là một tên lửa Tomahawk có giá 4,25 triệu đô la Mỹ. Điều đáng nói thêm ở chỗ Tokyo có thể tự thương lượng mức giá tốt hơn so với giấy phép mua bán được cấp vào tháng 11 năm 2023. Vấn đề nữa là thời gian giao hàng kéo dài đến tháng 10 năm 2027. Nếu tham chiếu đến thương vụ trên, để có được 1.000 tên lửa Tomahawk, Kiev cần phải chi 4,25 tỷ đô la Mỹ. Việc bổ sung chi phí cho các bệ phóng mặt đất kiểu Typhoon cũng được nhắc tới bởi mỗi bệ xe mang được 4 tên lửa, tức là 125 bệ phóng sẽ cung cấp tối đa 2 loạt đạn, mỗi loạt 500 tên lửa nhưng hệ thống này chưa xuất khẩu nên rất khó ước tính giá trị. Không chỉ hàng tỷ đô la phải bỏ ra để mua sắm ban đầu, một khoản tiền lớn khác cũng cần được chuẩn bị sẵn nhằm phục vụ bảo trì những tên lửa này. Tuy nhiên, bên cạnh chi phí thì còn một rào cản còn lớn hơn. Tên lửa Tomahawk được bán nhưng không phải cho tất cả mọi người. Trong suốt thời gian tồn tại kể từ năm 1983, quốc gia sử dụng duy nhất ngoài Hoa Kỳ là Vương quốc Anh. Tới năm 2023, chỉ có hai quốc gia được phép mua chúng là Nhật Bản và Australia. Mới đây, Hà Lan tuyên bố mong muốn mua những tên lửa này bằng bất cứ giá nào, nhưng họ thậm chí còn chưa nhận được sự cho phép. Do vậy, tình hình với Ukraine là cực kỳ phức tạp, kỳ ép khó lòng có được thứ vũ khí mình mong muốn, kể cả khi họ chủ động và quyết tâm thu xếp được nguồn tài chính vốn chẳng hề nhỏ chút nào. Đài RT cách đây ít hôm đưa tin, tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Đức, Rheinmetall, đã khánh thành nhà máy sản xuất vũ khí đầu tiên tại Ukraine. Giám đốc điều hành, CEO Remetal, ông Amin Papager tuyên bố, chúng tôi có nhiều kế hoạch tốt, nhà máy đầu tiên đã hoạt động, nền công nghiệp quốc phòng Ukraine là đối tác của chúng tôi. Nhà phân tích quân sự của Nga, Igor Korotchenko, tổng biên tập của National Defense mới đây, đã nêu những lý do nhà máy quốc phòng Remetal tại Ukraine sớm muộn sẽ bị quân đội Nga phá hủy. Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, ông nhận định Bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có khả năng chỉ nhắm vào cơ sở này khi nó đang hoạt động và thiết bị sản xuất đã được đưa vào sử dụng. Ông Korotchenko cho biết, việc tấn công một tòa nhà chưa đi vào hoạt động đầy đủ hoặc bỏ trống sẽ chẳng mang lại tác dụng đáng kể nào, đồng thời còn thiếu tính biểu tượng. Ông giải thích, trong khi đó, nếu cuộc tấn công được tính toán đầy đủ và triển khai khi hệ thống máy móc sản xuất vũ khí và đạn dược đã đi vào hoạt động sẽ mang lại tác động lớn nhất. Điều này không chỉ làm nổi bật lập trường của Nga đối với cơ sở hạ tầng quốc phòng nước ngoài trên đất Ukraine mà còn khuếch đại thông điệp chính trị của cuộc xung đột thông qua việc tin tức xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov, ít ngày trước tuyên bố, các nhà máy của tập đoàn Đức Rheinmetall ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga. Cơ sở nói trên được xem như biểu tượng của sự hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng giữa Đức và Ukraine. Nhà máy này không chỉ tham gia sản xuất mà còn thực hiện công tác bảo trì thiết bị quân sự. Dự kiến nhà máy thứ hai sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong thời gian tới và lô xe chiến đấu bộ binh KF-41 Linz đầu tiên lắp ráp tại Ukraine sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang nước này vào cuối năm nay. Với diễn biến trên, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm nhận được 10 xe chiến đấu bộ binh KF-41 Linz hiện đại. Tốc độ trên khá ấn tượng và ông Papagea còn đặc biệt nhấn mạnh đây là phương tiện tối tân hàng đầu thế giới. Kế hoạch của Rheinmetall không dừng lại ở đây gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng Đức đã công bố ý định xây dựng một nhà máy sản xuất thuốc súng và đạn dược trên đất Ukraine, cũng như khởi động chế tạo hệ thống phòng không mới. CEO của Rheinmetall giải thích rằng, dây chuyển sản xuất đạn sẽ cho ra sản phẩm theo tiêu chuẩn NATO và giúp tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba công suất hiện tại của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Một chi tiết đặc biệt trong bản kế hoạch này là việc xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng dựa trên các tiêu chuẩn NATO. Đây là một trong những ưu tiên chủ đạo của tập đoàn Rheinmetall cũng như của chính phủ Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình KBS của Hàn Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng bất kể ai thắng cử Tổng thống Mỹ hay sự ủng hộ chính trị của Mỹ có thay đổi, thì Ukraine cũng sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ của mình. Ông Zelensky nói, tân Tổng thống Mỹ có thể tăng cường hoặc giảm bớt sự hỗ trợ cho Ukraine. Việc giảm bớt sự hỗ trợ sẽ tạo cho Nga nhiều cơ hội hơn để tiến sâu hơn vào lãnh thổ của chúng tôi và hạn chế khả năng chiến thắng của chúng tôi trong cuộc xung đột hiện nay đó là sự thật đề cập đến khả năng thay đổi chính sách của mỹ nếu ứng cử viên đảng cộng hòa ông donald trump thắng cử tổng thống ông zelensky đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về sức ép tiềm tàng đối với ukraine nhà lãnh đạo ukraine nói thêm trong trường hợp của ông trump với lập trường của một người phái hành động ông ấy đã tuyên bố muốn kết thúc chiến sự nhanh chóng và tìm ra một số mô hình để thực hiện điều đó tuy nhiên nếu ông trump trong trường hợp chiến thắng, tìm cách buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ của mình như một cách để đạt được thỏa thuận với Nga. Tôi không thấy điều này khả thi. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát của mình thuộc về Nga. Bất kể ai muốn gì, ai chiến thắng ở Mỹ hay ông Putin vẫn là nhà lãnh đạo Nga trong bao lâu, điều đó đơn giản là không thể. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng bình luận về chiến dịch quân sự của Ukraine ở vùng Kursk của Nga. Ông Zelensky chia sẻ, Chúng tôi không có ý định chiếm đóng hay sống ở đó. Chúng tôi chỉ muốn thiết lập một vùng đệm để lấy lại lãnh thổ của mình. Nếu chiến dịch này có tác động tốt trong các cuộc đàm phán hay đem lại lợi ích trên tiền tuyến, chúng tôi sẽ tiếp tục. Theo truyền thông Ukraine, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào thời điểm khó khăn với Kiev khi Nga đạt được nhiều thành quả ở mặt trận miền Đông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha cho biết Kiev tự tin về sự ủng hộ liên tục của Mỹ, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới cụ thể bộ trưởng sibiha nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc bầu cử tổng thống mỹ rằng chúng tôi có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng cả đảng cộng hòa và đảng dân chủ tất nhiên chúng tôi cũng có sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân mỹ tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ dành cho ukraine không phải là từ thiện mà là đóng góp vào an ninh xuyên đại tây dương và chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ này sẽ tiếp diễn people to people and for sure once again it is beneficial for our country. Lực lượng vũ trang Ukraina bị cáo buộc tấn công cảng Berdiansk, tỉnh Zaporizhia bằng máy bay không người lái cảm tử, được dẫn từ tuyên bố của chính quyền thành phố trên Telegram. Cụ thể, trích tuyên bố có đoạn: Kyiv đã tiến hành một cuộc tấn công vào cảng Berdiansk, sử dụng vũ khí được cho là máy bay không người lái cảm tử. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Các nhà trẻ, trường học và các cơ sở xã hội khác ở gần cảng Berdiansk đã tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, theo tờ Kyiv Post, tại Berdiansk, tình báo quân sự Ukraine (HUR) và lực lượng địa phương đã phá hủy một cây cầu đường sắt mà quân đội Nga sử dụng, làm tê liệt đường sắt và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần của Nga. Tờ báo dẫn báo cáo của cộng đồng tình báo cho biết, tại Berdiansk. Thuộc tỉnh Zaporizhia, nơi Nga đang kiểm soát, tình báo quân sự Ukraine đã phối hợp với phong trào dân quân địa phương tiến hành một chiến dịch đặc biệt thành công, dẫn đến việc phá hủy một cây cầu đường sắt. Cây cầu này được quân đội Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự. Người dân cũng đã báo cáo một số vụ nổ lớn trên mạng xã hội. Do các hành động đánh lạc hướng thành công, lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cầu cạn đường sắt nằm gần một tòa tháp cấp nước trên đại lộ Is. Theo một nguồn tin của Kyiv Post. Việc phá hủy cây cầu đã gây tê liệt hoàn toàn giao thông đường sắt với Bryansk, làm phức tạp việc cung cấp nhiên liệu, vũ khí và đạn dược cho lực lượng Nga đang kiểm soát thành phố. Nguồn tin nói thêm, mặc dù các lực lượng Nga và tuyên truyền địa phương tuyên bố rằng tất cả các cây cầu đều còn nguyên vẹn, nhưng họ không đưa ra bất kỳ bức ảnh nào về cây cầu được cho là còn nguyên vẹn. Trong khi đó, trang mil.in.ua cho biết, một xưởng chế tạo linh kiện tên lửa thuộc viện nghiên cứu trung ương về máy móc đặc biệt nằm tại thị trấn Khokovo gần thủ đô Moscow của Nga đã gặp hỏa hoạn trong hôm 30 tháng 10. Theo thông tin sơ bộ, nhà xưởng trên xảy ra hỏa hoạn khi các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành và lửa đã nhanh chóng lan rộng hơn 100 mét vuông. Các cơ quan chức năng địa phương sau đó đã khống chế và dập tắt ngọn lửa. Được biết, Viện Nghiên cứu Trung ương về Máy móc đặc biệt đảm nhiệm việc thiết kế và chế tạo nhiều bộ phận cho tên lửa quân sự Nga cũng như các linh kiện phục vụ cho công nghệ không gian qua, nhà báo Ukraine Diana Pacheco vừa đưa tin trên mạng xã hội X cho biết, Tổng thống Vladimir Zelensky đã ban bố một mệnh lệnh bí mật đối với quân đội Kiev, đó là cấm nói về việc rút lui. Theo đó, nhà báo Pacheco chia sẻ, Hôm nay, tôi đã nói chuyện với những người binh sĩ Ukraine ở tiên tuyến. Họ nói rằng, Tổng thống Zelensky cấm họ nói, chúng tôi rút lui. Ông Pacheco cũng chia sẻ thêm rằng, các binh sĩ đã cười nhạo những lệnh cấm như vậy và hóm hình cho rằng, trong tương lai, họ sẽ phải nói rằng họ đang tấn công Kiev. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa qua đã tham dự hội nghị quốc tế Minsk lần thứ hai về an ninh Á Âu. Đáng chú ý, ông Lukashenko đã có những tiết lộ bất ngờ về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo Belarus cho biết, năm 2022, các tướng lĩnh Ukraine đã gọi điện cho ông và yêu cầu ông giúp liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đầu hàng. Đồng thời, ông Lukashenko cũng nêu quan điểm về việc Belarus bị gọi là kẻ đồng xâm lược do quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của nước này. Theo đó, Tổng thống Belarus nói, Tôi nói đùa rằng, đây là một câu hỏi dành cho ông Zelensky. Tại sao con đường đi đến miền đông nước Nga lại ngắn hơn khi đi qua Kiev? Đúng vậy, chúng tôi đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô rất lớn ở phía nam Belarus và khi cuộc tập trận kết thúc, Nga bắt đầu rút quân ở phía nam dọc biên giới Ukraine, một nửa đã được rút. Song song với đó, ông Lukashenko cho rằng, theo thời gian, người ta sẽ biết ai đã kích động phần còn lại của quân đội Nga sẽ 20 km về phía nam và đi qua Kiev. Nhưng sau đó thì thú vị hơn, các tướng lĩnh Ukraine đã gọi cho tôi yêu cầu liên lạc với ông Putin thông qua tôi để ngăn chặn chiến tranh và bằng cách nào đó đầu hàng. Cũng tại sự kiện, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết phương Tây có thể đang cân nhắc việc đi tới thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Lukashenko, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky là rào cản duy nhất đối với ngoại giao. Người đứng đầu Minsk nói người đồng cấp Ukraine để tham vọng cá nhân lên trên và từ chối nhìn nhận sự thật. Ông Zelensky nhiều lần từ chối thỏa hiệp với Nga. Đầu tháng 10, Ông trình bày cái gọi là kế hoạch chiến thắng trong cuộc xung đột đòi hỏi sự gia tăng hỗ trợ của phương Tây và sự tham gia lớn hơn của những người ủng hộ Kyiv vào lĩnh vực quân sự. Tổng thống Belarus nói thêm, quân đội Ukraine rất sáng suốt và muốn chấm dứt cuộc xung đột này, trong khi đó đội ngũ của ông Zelensky muốn phức tạp hóa tình hình và lôi kéo sự tham gia trực tiếp của NATO vào xung đột. Ông Lukashenko cũng kêu gọi phương Tây ngừng đổ lỗi cho Nga về cuộc xung đột hiện nay và thay vào đó tập trung vào việc giảm nhiệt căng thẳng các công ty quốc phòng Ukraine đã phát triển thành công và giới thiệu công nghệ 7 máy bay không người lái. Thông tin nói trên đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Herman Smetanin công bố. Công ty Brev One cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin, Bộ Tổng tham mưu và Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tiến hành thử nghiệm trình diễn bước phát triển mới. Cụ thể, 7 nhà sản xuất đã cho thấy sự phát triển của công nghệ 7 máy bay không người lái. Đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã thấy được khả năng của nhà sản xuất trong nước và đưa ra khuyến nghị nhằm cải tiến sản phẩm. Công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo cho phép kết nối hàng chục máy bay không người lái vào một mạng lưới cùng một lúc và chỉ cần duy nhất một người điều khiển cả nhóm. Theo giới thiệu, công nghệ này sẽ hợp nhất một nhóm máy bay không người lái trong một mạng lưới tự chủ, trong đó người điều khiển sẽ chỉ lựa chọn mục tiêu và cho phép tiêu diệt nó. Được biết tại Ukraine, công nghệ bầy máy bay không người lái đang được phát triển bởi công ty Swarmer được kỳ vọng sẽ mang lại ưu thế vượt trội trên chiến trường khi tiến hành những đợt tấn công quy mô lớn. Hồi đầu tháng 10, trong cuộc thảo luận trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã cảnh báo các cuộc xung đột trong tương lai sẽ là những màn đọ sức giữa các máy bay không người lái UAV. Vị tỷ phú Mỹ tin rằng UAV là tương lai của các cuộc xung đột. Tỷ phú Elon Musk bình luận trên X, các trận chiến bày đàn máy bay không người lái sắp diễn ra sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Phát biểu tại hội nghị cấp cao CEO do tờ The Wall Street Journal tổ chức tại London, Anh năm ngoái, tỷ phú Elon Musk cũng từng nhận định bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai giữa các quốc gia tiên tiến hoặc ít nhất là các quốc gia có khả năng sử dụng UAV sẽ là các cuộc xung đột bằng UAV. Mức độ phổ biến của UAV trong các cuộc xung đột gần đây đã gia tăng đáng kể. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, UAV đã nổi lên như một phương tiện đặc biệt quan trọng. UAV được sử dụng trong các nhiệm vụ phức tạp như giám sát, trinh sát và thậm chí tấn công mục tiêu với độ chính xác và hiệu quả cao. Kênh Telegram Islanka của Nga vừa qua công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV của nước này theo dõi một bệ phóng tên lửa phòng không Ariste tại khu vực gần làng Velikaya Kostromka, tỉnh Dnipro. Kênh Islanka cho biết, những tổ hợp này giờ trở nên hiếm hoi kíp lái cũng rất sợ bị tên lửa Iskander tập kích nên họ dừng lại nhiều lần khi tới vị trí triển khai. Kênh Isnanka cho biết thêm, họ dừng lại ở bìa rừng, giả vờ triển khai, sau đó tới chỗ khác và lặp lại hành động này. Khi tới điểm dừng thứ ba, kim vận hành Ukraine quyết định triển khai xe phóng và UAV Lancet lao tới chỗ đó. Video do UAV trinh sát ghi lại cho thấy xe phóng bốc cháy sau đòn tập kích trong thời gian tương đối lâu. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 10 thông báo cánh quân Dnepr phá hủy một bệ phóng Ariste của Ukraine, song không nêu địa điểm cụ thể. Ariste được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Ukraine, giúp nước này lấp khoảng trống phòng thủ sau khi nhiều tổ hợp S-300 và Buk M-1 bị phá hủy. Các chỉ huy quân đội Ukraine từng tuyên bố hệ thống này đánh chặn được 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến. Tên lửa phòng không Ariste do Đức cùng một số quốc gia phương Tây hợp tác phát triển từ giữa những năm 1990. Mỗi tổ hợp Ariste SLM gồm một xe chỉ huy, một radar đa năng TRML 4D cùng ba xe phóng với tối đa 24 quả đạn. Biến thể Ariste SLM có tầm bắn khoảng 40 km, chuyên đối phó máy bay, trực thăng, UAV hoặc một số loại tên lửa. Đức cam kết cung cấp 12 hệ thống tầm trung Ariste SLM và 24 bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn Ariste SLS cho Ukraine trong đó ba tổ hợp SLM và hai bệ phóng SLS đã được chuyển giao trong giai đoạn 2022 tới 2023. Quân đội nga từng nhiều lần công bố video tập kích các trận địa Ariste, phá hủy ít nhất 2 radar TRML-4D và nhiều bệ phóng. Thống kê nguồn mở cho thấy UAV Lancet đã tập kích khoảng 2.500 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7 năm 2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội nga công bố để bảo đảm bí mật. Churian Ropke Phóng viên Đức chuyên theo dõi tình hình xung đột dẫn nguồn dấu tên trong quân đội Ukraine cho biết nước này đã sử dụng gần cạn kho tên lửa Patriot và Iris-T được phương Tây viện trợ, trong khi nhiều hệ thống phòng không khác cũng trong tình trạng cạn kiệt đạn dược hoặc bị Nga phá hủy. Theo Reuters, Ukraine đang sử dụng hàng chục hệ thống trí tuệ nhân tạo AI do nước này sản xuất cho máy bay không người lái để tiếp cận mục tiêu trên chiến trường. Các hệ thống sử dụng AI cho phép máy bay không người lái UAV giá rẻ mang theo chất nổ, phát hiện hoặc bay đến mục tiêu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Kateryna Chernohorenko cho biết về hệ thống AI cho UAV hiện nay có hàng chục giải pháp trên thị trường từ các nhà sản xuất Ukraine. Chúng đang được mua và cung cấp cho lực lượng vũ trang. Hệ thống UAV tự động đang có nhu cầu cao trong bối cảnh việc sử dụng tác chiến điện tử ngày càng gia tăng trên chiến trường. Hệ thống tác chiến điện tử tạo ra một mái vòm bảo vệ xung quanh vị trí của chúng bằng cách phát ra các tín hiệu mạnh làm gián đoạn liên lạc giữa UAV và phi công khiến chúng mất quyền kiểm soát máy bay và trượt mục tiêu. Ukraine hy vọng việc triển khai UAV tích hợp AI trên chiến tuyến sẽ giúp nước này đối phó với tác chiến điện tử của Nga, cũng như cho phép các máy bay không người lái hoạt động hiệu quả hơn khi tấn công ồ ạt. Quá trình phát triển drone AI ở Ukraine tập trung vào ba vấn đề chính, gồm phát triển các hệ thống hình ảnh giúp xác định mục tiêu và điều khiển drone nhắm vào đúng mục tiêu, lập bản đồ địa hình để dẫn đường cho các thiết bị khác, cũng như phát triển các chương trình phức tạp hơn, kết nối các UAV hoạt động trong cùng nhóm một trong những công ty tiên phong là Suomi đang phát triển phần mềm kết nối các thiết bị bay không người lái thành một mạng lưới. Quyết định có thể được thực hiện ngay lập tức trên toàn bộ nhóm, trong khi con người chỉ can thiệp để phê duyệt các cuộc tấn công tự động. Theo giám đốc điều hành Suomi, Sergei Kuprinenko cho biết, các phi công thường phải chật vật mỗi khi điều khiển tối thiểu 5 chiếc drone cùng lúc. Trong khi đó, công nghệ AI có thể xử lý cùng lúc hàng trăm chiếc drone vượt trội khả năng con người. Hồi tháng 7, một quan chức Ukraine tiết lộ với Reuters rằng tỷ lệ tấn công mục tiêu của hầu hết FPV đã giảm xuống còn từ 30 đến 50%. Trong khi đối với các phi công mới, tỷ lệ này có thể thấp hơn tới 10% và nhiễu tín hiệu là vấn đề chính. Vị quan chức này dự đoán rằng FPV do AI điều khiển có thể đạt tỷ lệ trúng đích khoảng 80%. Ukraine đang sử dụng UAV đánh chặn để bắn hạ số lượng lớn UAV trinh sát hình ảnh của Nga, giúp xác định các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa vào các mục tiêu của Kiev phía sau chiến tuyến binh sĩ của tiểu đoàn tấn công biệt động số 425 mang tên Scala trong lực lượng vũ trang Ukraine được hỗ trợ 7 xe chiến đấu bộ binh IFV M2 Bradley đã tiến hành cuộc đột kích và đánh chiếm các vị trí của quân đội Nga gần Pokrovsky. Đoạn video tương ứng được cơ quan báo chí của tiểu đoàn công bố, trong khu vực diễn ra hoạt động xung kích, một màn khói đã được triển khai. Hỗ trợ việc di chuyển của chiếc IFV cũng như bộ binh, phòng tranh các khí tài giám sát và hệ thống tên lửa chống tăng của đối phương. Chiếc Bradley tiếp cận tiền duyên phòng ngự và nổ súng bằng pháo tự động M242 Bushmaster 25 mm vào vị trí của quân nga. Đội xung kích Ukraine xuất quân tiến vào chiến hào đối phương một cách có tổ chức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiếm lĩnh trận địa, xe chiến đấu bộ binh bắt đầu quay trở lại. Bất ngờ một máy bay không người lái FPV của nga đã bay tới, nhưng chiếc IFV đã được cứu nhờ chiếc lồng thép, khiến chiếc máy bay bị mắc kẹt và đầu đạn không phát nổ. Sau đó một quả tên lửa chống tăng đã bắn trúng phần chính diện của chiếc Bradley, nhưng phương tiện chiến đấu vẫn tiếp tục di chuyển. Lúc này, tổ xung kích đã tiếp cận vị trí hỏa điểm của quân đội Nga và tiến hành dọn sạch chiến trường, chiếm vị trí mà không bị tổn thất. Xe chiến đấu bộ binh ISV M2 Bradley do công ty Bay System Land and chế tạo và được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1981. Xe được thiết kế để chở theo chiến lính, trong đó có 3 người phụ trách điều khiển xe. IFV này nặng 22,6 tấn, dài 6,44 m, rộng 3,2 m và cao 2,57 m. Xe được trang bị một động cơ Cummins VTA 903 T500 có công suất 500 mã lực, nên M2 Bradley có thể di chuyển với vận tốc 66 km/h trên địa hình bằng phẳng. Với phạm vi hoạt động lên tới 480 km, vũ khí chính của Bradley là pháo M242 nòng trơn 25mm cùng tổ hợp tên lửa chống tăng. TOVK BGM71. Trong khi đó luôn đi đầu với những công nghệ tiên tiến, quân đội Nga đã tận dụng khả năng của drone, FPV và tích hợp chúng vào các hoạt động trình sát và giám sát một cách hiệu quả. Giới quan sát lưu ý việc quân đội Nga tích hợp drone FPV đã thể hiện sự thay đổi chiến lược hướng tới chiến thuật tác chiến hiện đại hóa, nêu bật khả năng thu thập dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, cải thiện nhận thức tình huống và lợi thế chiến thuật khi làm nhiệm vụ. Những chiếc drone này được trang bị camera độ phân giải cao và hệ thống định vị tiên tiến, cung cấp các phân tích sâu sắc cho phép quân đội quan sát và quét các cảnh quan rộng lớn một cách hiệu quả. Khi Nga tăng cường nâng cao năng lực của drone, công nghệ cải tiến từ những chiếc drone FPV cấp quân sự này đã mang lại những thành công to lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Giới chuyên gia đã đánh giá các thuộc tính độc đáo, khả năng hoạt động và cải tiến của drone FPV của Nga, đặc biệt là những loại do quân đội Nga phát triển. Trong tuyên bố trên Telegram, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết, Nga đã triển khai máy bay không người lái cảm tử, phá hủy chiếc xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do phương Tây cung cấp. Video quay từ hiện trường cho thấy, sau khi xác định được mục tiêu, chiếc UAV đã lao nhanh vào phương tiện khiến nó bốc cháy. Xe bọc thép chở quân VAB phát triển vào những năm 1970, được nhà sản xuất Akut mô tả là một phương tiện mang tính biểu tượng cho quân đội Pháp. Ukraine được cho là có hàng chục chiếc xe này. VAB là xe bọc thép chở quân do công ty Panhard và tập đoàn Saviem Renault phát triển. Xe được thiết kế bao gồm khoang điều khiển ở phía trước, bên trái trang bị ghế ngồi cho lái xe và bên phải cho chỉ huy. Ở giữa là khoang động cơ và sau cùng là khoang chở binh sĩ. VAB có thể chở theo tổ lái hai người cùng 10 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Thiết giáp VAB có chiều dài 5,98m, chiều rộng 2,49m, chiều cao 2,06m và trọng lượng của xe khoảng 13 tấn. Xe được thiết kế với nhiệm vụ chính là vận chuyển nhân sự và thiết bị trong các khu vực tác chiến. Theo Military, phiên bản Pháp cung cấp cho Ukraine là 4 x 4 bánh, việc sử dụng động cơ diesel tăng áp 6 xi lanh làm mát bằng nước, Renault MDAF 062045 với công suất 220 mã lực, cho phép nó di chuyển trên đường bộ với tốc độ tối đa lên đến 92 km h với tầm hoạt động 1.000 km. Ngoài ra, nó cũng có thể di chuyển trong nước với vận tốc 7 km h Theo lực lượng vệ binh quốc gia Nga, binh sĩ nước này trước đây đã phá hủy nhiều phương tiện khác của Ukraine do phương Tây cung cấp, trong đó có xe bọc thép Stryker và M113 do Mỹ sản xuất, xe bọc thép FV432 do Anh sản xuất. Nga nhiều lần cảnh báo rằng không khoản viện trợ nước ngoài nào dành cho Ukraine có thể ngăn cản kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, và điều đó sẽ chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Trong bản cập nhật tình hình giao tranh, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Ukraine đã tổn thất về binh sĩ và nhiều thiết bị tại khu vực Kursk của Nga trong 24 giờ qua, trong đó một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh. Quân đội Nga đang tiếp tục các hoạt động nhằm đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực biên giới. Mặc dù Kiev đã kiểm soát được một số ngôi làng và kiểm soát thành phố xuất ra trong những ngày đầu của cuộc tấn công, nhưng quân đội Nga đã giành lại hơn một chục khu định cư trong khu vực. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Dù có rất ít khả năng đắc cử, nhưng sự xuất hiện của các ứng cử viên tổng thống tự do và đảng nhỏ cũng sẽ có tác động nhất định đến kết quả cuộc bầu cử của cặp đôi Trump Harris. Đây là những biến số thường bị bỏ qua trong cuộc đối đầu giữa hai đảng lớn mà danh giới giữa chiến thắng và thất bại đôi khi được quyết định chỉ với vài lá phiếu. Bước vào đường đua tranh cử với xuất phát điểm mạnh, là thành viên của gia tộc Kennedy danh giá và là cháu trai của cựu tổng thống Mỹ John Kennedy, ứng cử viên 70 tuổi này đã công khai đối đầu với ông Joe Biden cho vị trí đại diện tranh cử của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên vào tháng 10 năm 2023, nhận thấy khả năng chiến thắng tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử sơ bộ khá mong manh, ông Kennedy đã từ bỏ đảng xanh và chính thức trở thành một ứng cử viên tự do. Chiến dịch tranh cử của ông đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ cử tri và thậm chí từ chính những người thân với lập luận rằng ông đã quay lưng lại với truyền thống phục vụ Đảng Dân chủ, đã kéo dài nhiều đời trong gia đình. Đến tháng 8 năm 2024, ông Kennedy đã đình chỉ chiến dịch của mình và ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này được xem là một chuyển biến trái ngược, bởi trước đó, ông thường xuyên cáo buộc ông Biden và ông Trump làm tăng chi tiêu của chính phủ, kéo dài sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài và ban hành các chính sách có lợi cho các tập đoàn lớn nếu tái đắc cử, ông Kennedy hứa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và cam kết đàm phán để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, đồng thời ban hành lệnh cấm vận động hành lang trong 5 năm đối với các cựu quan chức chính phủ nhằm quét sạch nạn tham nhũng. Ông cũng cam kết sẽ ký một xác lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, nêu rõ rằng bất kỳ quan chức chính phủ nào gian dối sẽ mất việc. Một ứng cử viên khác là ông Cornel West. Ban đầu khi tuyên bố ứng cử Tổng thống vào tháng 6 năm 2023, và có ý định gia nhập Đảng Nhân dân People's Party trước khi chuyển hướng để tìm kiếm đề cử của Đảng Xanh Green Party. Chỉ tháng sau, ông đã từ bỏ hoàn toàn ý định trở thành đại diện của bất kỳ đảng nào và đứng ra tranh cử với tư cách một ứng cử viên độc lập. Người đồng hành tranh cử của ông, giảng viên Đại học bang California Los Angeles và nhà hoạt động xã hội Milena Abdullah tập trung vào chiến lược chung là danh sự ủng hộ từ những đảng viên dân chủ phản đối việc Tổng thống Joe Biden ủng hộ hoạt động quân sự của Israel ở giải Gaza. Ông West tuyên bố sẽ gây sức ép buộc Israel phải đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và rút khỏi lãnh thổ Palestine, đồng thời cắt đứt mọi viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, thúc đẩy việc xóa bỏ NATO. Ông cũng cam kết ban hành chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả cư dân Mỹ, đồng thời ngừng mọi dự án cho thuê dầu khí trên đất liên bang. Trong khi đó, bà Jill Stein ban đầu là người quản lý chiến dịch của ông Cohen West trong thời gian ngắn khi ứng cử viên này giữ một vị trí trong đảng xanh. Nhưng ngay sau khi chuyển sang ứng cử độc lập, bà Stein tự tìm kiếm một đề cử từ đảng này. Chiến dịch của bà chủ yếu tập trung vào việc chống lại sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel trong bối cảnh cuộc xung đột ở giải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tháng 4 năm 2024, bà đã bị bắt tại một cuộc biểu tình tại Đại học Washington ở St. Louis khi làn sóng phản chiến lan rộng khắp các khuôn viên đại học trên khắp nước Mỹ. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng đến gần và trở nên kịch tính hơn, thì trên mạng xã hội và một số kênh tin tức liên tục xuất hiện thông tin sai sự thật. The New York Times gọi thông tin sai lệch như trên là sự bôi nhọ, dối trá, vốn là một trong những đặc điểm thường xuất hiện trong quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, hai tuần trước cuộc bỏ phiếu năm nay, dòng chảy của những sự thật nửa vời, thông tin dối trá và bịa đặt, cả từ trong và ngoài nước Mỹ, đã xảy ra theo cách chưa từng có trước đây. Thông tin sai sự thật có tác động lớn Chúng có thể làm giảm lòng tin của cử tri đối với hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ. Rộng hơn nữa, những thông tin này có thể làm xói mòn các nền tảng quy tắc bầu cử, làm suy yếu niềm tin của người dân về việc các cuộc bầu cử của Mỹ diễn ra tự do và công bằng, bất kể người chiến thắng là ai. Nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng những nỗ lực nhằm làm mất uy tín của cuộc bầu cử năm nay có thể gây ra tác hại thậm chí lớn hơn cả những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020. Một cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra 25% thành viên Đảng Cộng Hòa đồng ý với quan điểm Phó Tổng thống Kamala Harris không phải là công dân Mỹ. Trong khi đó, hơn 30% cử tri dân chủ tán thành những tuyên bố rằng vụ ám sát hụt hồi tháng 7 nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là gian dự. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu đã chỉ ra, thông tin sai lệch không đủ sức nặng để thay đổi kết quả bầu cử. Nhưng điều này không đồng nghĩa rằng tin giả không gây ra các sự cố trong lòng nước Mỹ. Để giảm thiểu tin giả liên quan bầu cử, các cơ quan chính phủ Mỹ đã vào cuộc. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ đã ban hành các bản thông báo về việc thông tin sai sự thật liên quan cuộc bầu cử. Một trong những đơn vị tiên phong trong việc kiểm tra thông tin chính trị sai sự thật tại Mỹ là PolitiFact, đơn vị được nhà báo Bill Erdai thành lập vào năm 2007. PolitiFact sử dụng thang đo của họ để đo lường các tuyên bố mà các chính trị gia đưa ra từ đó kết luận phát ngôn của các chính trị gia có đúng hay không. Tuy nhiên, chính ông Adai cũng thừa nhận nỗ lực của PolitiFact khó có thể ngăn chặn những thông tin sai sự thật hiện nay. The Hill đưa tin, mới đây theo đơn kiện được gửi lên tòa án quận tại bang Texas, cùng ngày, ông Trump đòi đài CBS News bồi thường 10 tỷ đô la Mỹ với cáo buộc có hành vi liên quan bầu cử và can thiệp đến cử tri bất hợp pháp thông qua lừa gạt và bóp méo tin tức đáng kể. Vụ kiện liên quan buổi phỏng vấn của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trên chương trình 60 Minutes do CBS News sản xuất. Đơn kiện nêu rằng nhà đài đã biên tập để che đậy phần trả lời lẫn lộn của bà Harris khi đề cập xung đột tại Gaza, không đưa phần đó vào chương trình phát sóng truyền hình ngày 7 tháng 10 mà tách thành đoạn nhỏ để đăng trên nền tảng trực tuyến. Phản hồi trước đơn kiện, người phát ngôn CBS News ngày 31 tháng 10 khẳng định những tuyên bố liên tục của cựu Tổng thống Trump chống lại 60 Minutes là sai sự thật vụ kiện mà ông Trump đệ trình hoàn toàn vô căn cứ và chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ. Theo The Hill, các đài truyền hình vẫn thường biên tập các phần phỏng vấn trước khi phát sóng để đảm bảo thời lượng, tính rõ ràng và chính xác. Trong khi đó, nhà phân tích dữ liệu và dự báo của CNN, Harry Anton, trích dẫn tỷ lệ ủng hộ bà Harris và phá thai là vấn đề chính trong cuộc bầu cử năm 2024 cho biết, nếu phó tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng, các dấu hiệu đã rõ ràng như ban ngày. Nhà phân tích Anton đã trích dẫn hai điểm chính mà ông tin rằng cho thấy bà Harris sẽ thắng cử Tổng thống vào tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông nói gần như ngược lại, rằng nếu như ông Trump thắng, các dấu hiệu từ đầu đã rõ ràng. Theo CNN, ông Anton cho biết bà Harris chỉ đơn giản là được ưa chuộng hơn ông Donald Trump. Ông Anton lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ dòng của bà Harris cao hơn ông Trump là một lý do khiến bà có khả năng giành chiến thắng. Nhà phân tích Anton đã xem xét 17 cuộc bầu cử trước đây kể từ năm 1956 và lưu ý rằng trong 16 cuộc bầu cử, ứng cử viên được nhiều người ưa chuộng hơn đã giành chiến thắng. Chỉ có một trường hợp ứng cử viên ít được ưa chuộng hơn giành được trước Tổng thống. Trong kế hoạch xây dựng một chính quyền mới vừa được công bố, ông Trump tiết lộ sẽ giành một vị trí đối thủ cũ, Robert F. Kennedy Jr. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định, điều này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump khi cuộc đua đang tiến gần về đích. Trong thời gian tham gia chính trường với tư cách một đảng viên dân chủ, ông Robert F. Kennedy Jr. đã nhiều lần công khai chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ. Một trong những đòn tấn công chính mà ông Kennedy nhắm thẳng vào đối thủ Trump trong năm tranh cử 2024 là tuyên bố cáo buộc ông chủ cũ Nhà Trắng phạm tội tham nhũng. Theo ông Kennedy, ông Trump đã giao chính quyền của mình cho những người vận động hành lang doanh nghiệp và các nhóm lợi ích đặc biệt, khiến nền chính trị Mỹ không còn trong sạch. Mọi chuyện đột ngột sẽ hướng sau cái bắt tay bất ngờ giữa cựu ứng viên dân chủ Kennedy Jr và người đại diện tranh cử của Đảng Cộng hòa Trump tại một cuộc vận động ở Desert Diamond Arena, Arizona ngày 23 tháng 8 năm 2024. Đó cũng là lúc ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. rút tên khỏi lá phiếu của 10 bang chiến trường và tuyên bố sẽ hậu thuẫn ông Trump. Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông Kennedy cũng tiềm ẩn rủi ro đối với cựu tổng thống khi phe dân chủ đang tìm mọi cách khắc họa ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa với các mối quan hệ kỳ lạ là hiểm họa đối với đất nước. Theo các nhà quan sát nhận định, phần lớn những gì ông Kennedy đã nỗ lực thúc đẩy đều có vẻ tích cực, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ủy ban tranh cử Make America Healthy Again của ông hứa hẹn sẽ tập trung vào các hoạt động nông nghiệp tái tạo, bảo tồn môi trường sống tự nhiên và loại bỏ độc tố khỏi thực phẩm, nước và không khí của con người. Tuy nhiên, những ý tưởng đó vẫn thiếu chi tiết, chứ kể bản thân ông Kennedy cũng vướng phải nhiều sự chỉ trích kể từ khi rời đảng Dân Chủ để ra tranh cử tự do. Lý lịch tư pháp không hoàn toàn trong sạch với một lần bị bắt giảm và nhiều tuyên bố gây tranh cãi cũng khiến ông Kennedy JR khó thu hút được sự ủng hộ từ cử tri. Ngoài ra hồi tháng 9, ông Kennedy JR cho biết bản thân chỉ đình chỉ chiến dịch tranh cử chứ không chấm dứt hoàn toàn. Ông cũng rút tên khỏi lá phiếu của mấy bang chiến trường trong khi vẫn giữ tên trên lá phiếu của những bang còn lại. Điều đó đồng nghĩa với việc ứng viên tự do này vẫn là một trong những đối thủ tranh cử của cựu Tổng thống Trump dù mức độ ảnh hưởng của ông tới cuộc đua không lớn như Phó Tổng thống Kamala Harris. Các nhà phân tích nhận định, dù các ứng cử viên của bên thứ ba khó có thể giành chiến thắng, nhưng cũng không phủ nhận rằng họ vẫn có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc đua bằng cách thúc đẩy một trong những ứng cử viên của đảng lớn đắc cử. Trong khi nhiều người vẫn khẳng định, cử tri Mỹ xứng đáng được lựa chọn và các ứng cử viên độc lập buộc những người được đề cử của đảng lớn phải chú ý đến các vấn đề thường xuyên bị bỏ qua có ý kiến cho rằng những cái tên đến từ bên thứ ba không khác gì những kẻ phá đám. Ứng viên Kennedy JR có thể gây tác động lớn nhất ở các bang chiến trường, nơi ông đã kêu gọi người dân ủng hộ bỏ phiếu cho ông Trump. Tên của ông sẽ vẫn xuất hiện trên lá phiếu ở các bang chiến trường Wisconsin và Michigan sau khi hai bang này từ chối xóa tên ông khỏi phiếu bầu. Một tháng sau, khi yêu cầu giới chức New York giữ tên mình trên lá phiếu bầu tổng thống của tiểu bang này Ngày 30 tháng 10, ông Kennedy Jr đã yêu cầu tòa án tối cao xóa tên mình khỏi những lá phiếu tại tiểu bang Chiến trường, Wisconsin. Ông Kennedy cũng có ý định đưa khiếu nại tương tự lên tòa án tối cao để được biến mất khỏi ngày bầu cử ở Michigan. Tuy nhiên, tòa án tối cao đã từ chối yêu cầu này của ông Kennedy Jr vào ngày 30 tháng 10. Phán quyết trên của tòa án có thể khiến tỷ lệ ủng hộ bị chia nhỏ và ảnh hưởng đến cựu tổng thống, đặc biệt khi bang Michigan và Wisconsin là hai bang dao động, nơi ông Trump đang cạnh tranh gay gắt với đối thủ Kamala Harris. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là Austin nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun rằng Tôi đã đảm bảo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun rằng Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc và khả năng gian đe mở rộng của chúng ta vẫn vững chắc. Cam kết đó được hỗ trợ bởi toàn bộ khả năng phòng thủ tên lửa thông thường hạt nhân và phi hạt nhân tiên tiến của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington và Seoul tăng cường hợp tác quốc phòng và cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông tin thêm, Mỹ và Hàn Quốc sẽ quay trở lại các cuộc tập trận quy mô lớn và tăng cường khả năng sẵn sàng kết hợp cùng khả năng tương tác. Trước đó, vào sáng 31 tháng 10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Theo Bộ Tổng thống Mỹ Hàn Quốc, tên lửa này bay về phía đông, hướng tới vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng thực hiện các vụ phóng tên lửa kiểu này, nhưng điểm khác biệt là tên lửa lần này đạt đến độ cao kỷ lục 7.000 km, tức là gấp 17 lần độ cao của trạm vũ trụ quốc tế ISS, vượt xa tất cả các vụ phóng trước đây. Vào tháng 3 năm 2022, Triều Tiên phóng tên lửa bay cao 3.850 km. Đây cũng được cho là lần đầu tiên Triều Tiên phóng ICBM kể từ tháng 12 năm 2023. Thời điểm đó, Triều Tiên phóng tên lửa Hoang Sông 18 sử dụng nhiên liệu rắn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nói tên lửa Triều Tiên đã bay trong khoảng 86 phút, thời gian bay dài nhất từng ghi nhận của một tên lửa mà Bình Nhưỡng từng phóng. Theo Washington Post, đây là những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên phóng tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay nhưng chưa rõ chủng loại. Với độ cao và thời gian bay như vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng tên lửa này có khả năng là một loại ICBM mới hoặc một biến thể nâng cấp của các mẫu trước. Ngay sau đó, Mỹ và Hàn Quốc ngay lập tức lên án vụ phóng này. Phan ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Xin Savet nói, vụ phóng này thể hiện Triều Tiên tiếp tục ưu tiên phát triển các vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa đạn đạo bất hợp pháp thay vì quan tâm đến đời sống của người dân. Ông Savet nhấn mạnh, Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để đảm bảo an ninh khu vực. Theo tờ Washington giữa tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, lầu năm góc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khi phải ứng phó với các cuộc tấn công tên lửa từ Iran và các lực lượng thân Tehran trong khu vực nhằm vào Israel. Số liệu từ hải quân Mỹ cho thấy, kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào tháng 10 năm 2023, các tàu chiến Mỹ đã phải sử dụng số tên lửa đánh chặn trị giá hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào Israel và tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Các quan chức Mỹ tiết lộ rằng nước này đã phóng hơn 100 tên lửa Standard Missile kể từ khi Hamas tấn công Israel. Đây là loại tên lửa đánh chặn phổ biến nhất được Mỹ sử dụng, thường được phóng từ tàu chiến để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran và ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Trong chiến thuật phòng thủ, hải quân Mỹ thường phóng hai tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, mỗi tên lửa Standard có giá thành lên tới hàng triệu đô la Mỹ, khiến việc đánh chặn các vũ khí giá rẻ của Iran trở nên vô cùng tốn kém. LTX nhà sản xuất Standard Missile chỉ có thể sản xuất tối đa vài trăm tên lửa mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng này phải chia sẻ cho ít nhất 14 quốc gia đồng minh của Mỹ. Elias Yusif chuyên gia từ trung tâm Stimson nhận định, Mỹ chưa phát triển được ngành công nghiệp quốc phòng đủ mạnh để đáp ứng một cuộc chiến tiêu hao quy mô lớn ở cả châu Âu và Trung Đông, trong khi vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn sẵn sàng chiến đấu riêng. Việc tăng số lượng vũ khí trên gặp nhiều khó khăn vì đòi hỏi các công ty phải mở rộng cơ sở sản xuất và tuyển thêm nhân công. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường e ngại đầu tư mở rộng khi chưa có cam kết mua hàng dài hạn từ lầu năm góc. Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Carlos Del thừa nhận rằng ở mức độ càng tinh vi, tên lửa càng khó sản xuất. Ông cho biết đã hối thúc ngành công nghiệp tăng sản lượng Standard Missile do nhu cầu cao ở Trung Đông. Trong cuộc tấn công tên lửa của Iran và Israel đầu tháng 10 này, lực lượng Mỹ và Israel đã phải để lọt một số trong khoảng 180 tên lửa của Iran khi biết chắc chúng không nhắm vào các mục tiêu quan trọng nhằm tiết kiệm kho dự trữ tên lửa đánh chặn. Mark Montgomery, cựu chuẩn đô đốc Mỹ cảnh báo việc sử dụng quá nhiều tên lửa đánh chặn ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông cho rằng điều này làm chậm kế hoạch tái vũ trang để ứng phó với Trung Quốc. Trước tình hình này, lầu năm góc đã tăng cường triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa khác như THAD và Patriot tới Israel, đồng thời xem xét các công nghệ thay thế và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty mới để tăng số lượng tên lửa phòng không. Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán là mối quan ngại của nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu vì có quan hệ đặc biệt với Nga. Nước này sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu EPC vào ngày 7 tháng 11, trong đó có sự tham gia của Georgia. Tiếp theo là cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 8 tháng 11. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng việc tẩy chay cuộc họp ở Budapest là một ý tưởng tồi tệ trong chuyến thăm Geneva, Thụy Sĩ, ông khẳng định điều này với các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh ông có các cuộc gặp những người đứng đầu Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế và các cơ quan lớn của Liên Hợp Quốc, Ông Charles Mitchell bày tỏ, dù có một số cá nhân có ý định tẩy chay vì các vấn đề và các tuyên bố của Thủ tướng Hungary vừa qua, tuy nhiên ông đang cố gắng thuyết phục những người này thay đổi những quan điểm tiêu cực vì một sự thống nhất và mục tiêu chung của khối. Thủ tướng Orbán từ lâu đã là cái gai trong mắt EU vì chính phủ của ông đã đi ngược lại một số nguyên tắc dân chủ và pháp quyền của khối. Nổi bật trong đó là mối quan hệ đặc biệt với Nga sau hơn 2 năm cuộc xung đột với Ukraine. Ông cũng nhiều lần bác quan điểm của khối và trì hoãn việc hỗ trợ cho Ukraine. Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc đã bị đa số các nước EU chỉ trích vì chuyến thăm bất ngờ tới Moscow ngay sau khi nhậm chức chủ tịch luân phiên EU. Vừa qua, Thủ tướng Orbán đã phản ứng với Thủ tướng Thụy Điển Christensen về những chỉ trích đối với cá nhân ông có liên quan tới Moscow và một số quan điểm đối với vấn đề của Georgia. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lời mời Georgia tới hội nghị thượng đỉnh EPC, đồng thời nhấn mạnh nước này đảm bảo các tiêu chí và người dẫn đã thể hiện mong muốn rõ ràng về việc gia nhập khối. Theo đài DVK của Đức, EU có 3 cơ quan chính trị nền tảng, trong đó Ủy ban châu Âu EC là cơ quan hành pháp, soạn thảo hầu hết các luật và giữ phần lớn quyền lực kỹ thuật. 27 ủy viên của Ủy ban được bổ nhiệm mặc dù phần nào dựa trên kết quả bầu cử Nghị viện Châu Âu. Nghị viện Châu Âu với các thành viên được bầu từ tất cả các quốc gia thành viên phải thông qua tất cả các đề xuất của Ủy ban bằng cách bỏ phiếu đa số và cũng có thể đề xuất các bước cho Ủy ban xem xét. Nhưng gần như mọi thứ mà EU làm cần sự phê chuẩn cuối cùng từ Hội đồng Châu Âu. Hội đồng phải phê chuẩn gần như tất cả các chính sách của EU, nhất trí cho các vấn đề nhạy cảm nhất và bằng các quy trình bỏ phiếu đa số phức tạp khác trước khi chính sách được thực thi. Các nước châu Âu thay phiên giữ vai trò chủ tịch hội đồng mỗi 6 tháng một lần, thời gian này gọi là nhiệm kỳ chủ tịch. Nước nắm giữ cương vị chủ tịch vẫn phải chịu các rào cản về thực thi chính sách theo quy trình. Tuy nhiên, nước này có thể phần nào định hướng chương trình nghị sự và quyết định những vấn đề nào được mổ xẻ hoặc bị bỏ qua trong nhiệm kỳ của mình. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Ông Nem Qua Xem, người được bầu làm thủ lĩnh mới của Hezbollah, là nhân vật đã gắn bó, công hiến cho lực lượng này trong hơn 30 năm. Phó thủ lĩnh Nem Qua Xem đảm nhận vị trí mới sau khi Israel tiến hành hàng loạt vụ ám sát các nhân vật cấp cao Hezbollah, khiến lực lượng tại Liban rơi vào tình trạng thiếu hụt người lãnh đạo. Ông Qua Xem là một trong những nhân vật cuối cùng của nhóm lãnh đạo chính trị và tôn giáo đủ điều kiện để được bầu làm thủ lĩnh Hezbollah. Hezbollah khẳng định việc bổ nhiệm ông qua xem tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu của lực lượng này. Hezbollah đồng thời bổ sung rằng lực lượng này sẽ cầu nguyện để Chúa toàn năng chỉ dẫn ông qua xem trong sứ mệnh cao cả là lãnh đạo Hezbollah và cuộc kháng chiến hồi giáo của nhóm. Ông qua xem được gọi là nhân vật số 2 của Hezbollah. Ông là một trong những học giả tôn giáo đã thành lập Hezbollah vào đầu những năm 1980 và có thâm niên tham gia hoạt động chính trị của người hồi giáo dòng Shia. Ông Qassem đã tham gia các cuộc họp dẫn đến sự hình thành Hezbollah để ứng phó với cuộc xâm lược Liban của Israel năm 1982. Ông là điều phối viên chính thức trong các chiến dịch bầu cử quốc hội Liban của Hezbollah kể từ khi lực lượng này lần đầu tiên tham gia tranh cử vào năm 1992. Ông Qassem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 bởi thủ lĩnh Hezbollah khi đó là Abbas Musawi, nhân vật đã tử vong trong cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel vào năm sau đó. Ông Qassem vẫn giữ vai trò của mình khi Nasrallah trở thành thủ lĩnh Ông có xem từ lâu đã là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah, trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thống nước ngoài, ngay cả khi các cuộc giao tranh xuyên biên giới với Israel diễn ra dữ dội trong năm qua. Ông còn nổi tiếng với tác phẩm xuất bản năm 2005 có tiêu đề Hezbollah – The Story from Within, tạm dịch Hezbollah – Câu chuyện từ bên trong. Cuốn sách này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Ông Nicolas Blanford tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định với Al Jazeera về lựa chọn thủ lĩnh mới của Hezbollah tôi không nghĩ nó báo hiệu thay đổi, nếu có, ông qua xem là dấu hiệu của sự tiếp nối. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, ông qua xem đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời dưới như mở ra cánh cửa cho lệnh ngừng bắn với Israel. Tuy nhiên, ông qua xem không liên kết rõ ràng lệnh ngừng bắn ở Liban với việc chấm dứt xung đột ở Gaza. Trước đó, ông từng khẳng định rằng Hezbollah ủng hộ nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liban nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn. Đây cũng là lần đầu tiên Hezbollah không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện tiên quyết để lực lượng này ngừng giao tranh với Israel. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al Jazeera, Thủ tướng Liên bang Najib Mikati cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn hành động tấn công của Israel và bảo vệ người dân, hy vọng sẽ sớm thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn. Thủ tướng Mikati cũng cho hay Ông vừa có cuộc điện đàm với điều phối viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ về cơ sở hạ tầng toàn cầu và an ninh năng lượng Amos Hochstein. Người đang trên đường đến Israel, ông Hochstein nói rằng có thể đạt được kết quả tích cực trước ngày 5 tháng 11, thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử Tổng thống. Ông Mikati cho hay, nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phao cứu sinh của chúng tôi vì nó sẽ mang lại sự ổn định lâu dài ở miền Nam Liban. Do đó, cần thực hiện đầy đủ nghị quyết này chúng tôi yêu cầu quân đội phải kiểm soát các quận phía nam Liban ngay sau khi lực lượng Israel rút quân. Trong diễn biến liên quan, tân thủ lĩnh tối cao của Hezbollah ở Liban, ông Naim Qasem cho biết, lực lượng này sẽ chấp nhận lệnh ngừng giao tranh với Israel kèm theo những điều kiện mà lực lượng này cho là phù hợp và chấp nhận được. Song ông Qasem nói chưa có thỏa thuận khả thi nào được đưa ra. Trong khi đó, Mỹ đã thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn nhằm khôi phục cả hai bên biên giới Liban Israel hơn một năm sau khi Hezbollah tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel gần như hàng ngày. Đài truyền hình Can của Israel dẫn tài liệu được cho là dự thảo do Mỹ đề xuất về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah về việc thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Hezbollah duy trì sự hiện diện ở phía nam sông Litani. Theo các tài liệu sau Can công bố, đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày, trong thời gian đó quân đội Liban sẽ triển khai dọc biên giới và tịch thu vũ khí của Hezbollah ở miền nam Liban. Vào cuối thời hạn 60 ngày, Israel và Liban sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Mỹ về việc thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 và giải quyết các tranh chấp biên giới. Cơ chế giám sát và thực thi quốc tế IMEM mới sẽ được thành lập, với Mỹ làm chủ tịch và có sự tham gia của Italy, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liên bang, UNIFIL và các nước trong khu vực. Đài Can đưa tin bản dự thảo giữa Mỹ và Israel khẳng định quyền tự vệ của tên Aviv và cho biết Washington sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn và đảm bảo Liên bang thực hiện các cam kết. Trong khi đó, tại cuộc họp của các quan chức cấp cao Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì hồi cuối tháng 10, đã cho thấy sự nhất trí rộng rãi rằng Tên Aviv đã phần lớn đạt được các mục tiêu của mình ở Liban và hiện nên tìm cách chuyển điều đó thành một thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.